Đâu anh bảo em nhé. Chắc phải mất 3 đến 5 bữa anh ạ. Anh ấy ngon cực kỳ anh ạ. Ừ. Ra hết đúng không? Dạ vâng ạ. Đấy. Ngon tuyệt vời luôn anh ạ. Cái này nó căng rồi. Mấy khẩu trang này như này là bình thường, có lấy những cái còn ghê hơn đấy. Đây là mụn chưa lành thối rồi. Bốc mùi khắp nhà này luôn. Thật không có mà. Như thế. Em lấy nhiều người bốc mùi khắp nhà này luôn anh ạ. Ừ, nó ở trong. Nhìn nhé, nhìn đây này. Gắp nguyên cả cái túi ra này. Túi đấy là đựng này. Cái đấy đựng cả cái này đấy. Gắp nguyên cả cái túi này ra. Để bóp hết xong rồi gắp nguyên cái túi ra cho mà xem. Đây là bình thường. Của anh ấy chưa có mùi. Kia nó có mùi, nó thâm đen, nó thối ấy. Lấy kéo cái này. Kéo. Xong rồi xử lý luôn cả cái mỡ vàng ở trong này. Cái mỡ này nó sản sinh ra. Này mà không tiêm tê chứ. Tiêm tê rồi. Không tiêm tê chú chịu sang đổ. Để cho chú xem ạ. Như nên lấy gạc xuống đây không? Gạc. Miếng gạc đây. Ở đấy, cứ để đây đã. Chưa. Tí nữa sẽ nhét một miếng gạc nhỏ vào trong đấy, không cho nó kín miệng để ngày mai nó không tự.